Đó là một ngày của 16 năm về trước, tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều. Tôi là một lớp trưởng gương mẫu, nghiêm túc, lại học giỏi. Và hắn ta, một phó thường dân, vừa quậy vừa nói nhiều. Nói chung hai đứa tôi không có điểm gì chung hết trơn á. Vậy mà đến một ngày đẹp trời nào đó không biết, ổng kết tôi. Trời đất, trời biết, đất biết, bàn dân thiên hạ đều biết, nhưng mà tôi là không biết. Ngày qua ngày tôi vẫn vô tư rôm rã với lũ bạn như bình thường. Và từ lúc đó như có một cơn mưa quà tặng đổ vào học bàn tôi mỗi dịp Noel nè, 14 tháng 2, 8 tháng 3, thậm chí không có dịp gì cũng có quà nữa. Có hoa nè, chuyện nè, quà toàn đồ handmade luôn, có cả thư tay nữa. Vậy đó, nhớ có lần tôi kẹp thư ở trong cặp táp đem về nhà, má tôi vô tình thấy rồi nói: đứa nào viết thư tình mà chữ xấu quá bay. Mà toàn là thư nặc danh thôi. Tôi thì không thèm quan tâm ai tặng tôi để cảm ơn gì hết trơn á. Tính tôi con nít mà, có chuyện đọc là thấy vui rồi. He he. Vậy đó, vậy là tôi có nguyên cái đuôi lẳng lặng theo suốt những năm cấp 2. Rồi thi chuyển cấp, cái đuôi ấy lại tiếp tục ám tôi khi lại vào chung mái trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà lớp ổng ban A, chuyên mấy môn tự nhiên, còn tôi lại chuyên văn. Nhớ hôm đó, một ngày sau khi thi xong học kỳ 2, ngay trước cửa lớp tôi, ổng nhìn thẳng tôi hỏi: ê, hỏi thiệt, tôi còn cơ hội không vậy? Ngẩn tò te vài giây vì câu hỏi bất ngờ. Sau đó kịp lấy lại tinh thần, tôi thẳng thừng: không. Ổng thở dài. Mùa hè năm ấy, ổng bay qua Úc du học, và tụi tôi bắt đầu cuộc sống mỗi đứa mỗi nước. Dù mỗi đứa mỗi châu lục, nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin Yahoo hỏi thăm, chuyện trò với nhau như hai người bạn, không thân nhưng cũng chẳng xa, trong suốt 2 năm trời. Rồi tự nhiên, càng lớn, cuộc sống càng nhiều những căng thẳng, mệt mỏi, càng thương quý những lời động viên nhau từ phương xa. Rồi tự nhiên, chia sẻ lại thành thói quen. Rồi tự nhiên, thương nhau lúc nào không biết. Và rồi sau 2 năm, tụi tôi bắt đầu vướng vào trò chơi đầy đau khổ mang tên yêu xa. Rồi những câu chuyện dở khóc, dở cười và cả dở hơi bắt đầu. Một lần nọ, tôi hỏi: tại sao lại thích tôi vậy? Tôi đang hết sức mong chờ một câu trả lời thiệt romantic. Sau khi lấy hết can đảm để hỏi câu đó mà vẫn nhếch miệng cười thiệt tươi, thì ổng chỉ điềm nhiên nhìn tôi và trả lời: vì nước xả thân, vì dân trừ hại thôi. Ôi ôi, tụt mút không phanh luôn á. Lần đó nhắn tin đang nói chuyện giữa chừng, tự nhiên thấy ổng im bặt, không trả lời nữa. Bao nhiêu lo lắng lóe lên trong đầu: sao không trả lời tôi? Đi đâu mất tiêu rồi? Có bị gì không? Điện thoại không bị gì hả? Vài tiếng sau, tôi chịu hết nổi rồi, phải tức tốc video call qua, thì gương mặt đủng đỉnh của ông lại hiện ra, thản nhiên thơ ca: đau khổ chi bằng mất tự do, đến buồn đi ấy cũng không cho. Tôi lúc đó chỉ biết cạn lời. Tôi là một đứa siêu siêu cuồng Totoro luôn. Sáng hôm ấy, thấy ổng khệ nệ vác qua nhà tôi một em Totoro, khỏi nói cũng biết tôi hét lên sung sướng cỡ nào. Ổng thấy tôi mãn nguyện thì mặt ổng cũng vui lắm. Nhưng mà ai biết đâu rằng tiêu diệt sạch Totoro mới là suy nghĩ thiệt của ổng. Vì đi với tôi á, thì tôi toàn đá ổng sang một bên mỗi khi trông thấy bất cứ cái gì có Totoro. Nhưng mà thôi cũng kệ, tôi chỉ cần biết là từ hôm ấy, cứ thi thoảng vài tháng, vài em từ phương xa lại được ship về đến tận tay tôi. Đến nay cũng có đại gia đình Totoro thường trú tại nhà tôi rồi. Khó quên nhất chắc là cái lần tôi và ông đi vườn thú ở Bali. Lần đó sau khi hết sức vật vả mới lấy lại được cái mắt kính của tôi từ một con khỉ lấy trộm. Lúc đang ra khỏi vườn thú thì mắt kính của tôi lại bị giật ra khỏi mắt tôi lần nữa. Tôi hét toáng lên và bắt đầu bù lu bù loa. Trong đầu thì nghĩ:
Trời ơi, con khỉ quỷ quái đó, nó quyết tâm lấy cho bằng được cái mắt kính của tôi mới chịu được hả trời. Đang vừa khóc nức nở, vừa rủa hét, vừa chân tay quơ quào, thì mở mắt ra thấy ổng đang ngồi cười hô hố kế bên hết sức là sảng khoái. Lúc này tôi mới hiểu ra thủ phạm chính là con khỉ 70kg kế bên. Nhìn xung quanh mọi người lúc này đang dòm hai đứa cười cười ý như hai con khỉ thiệt, vừa tức mà vừa muốn chui xuống đất luôn. Quay lại cái chủ đề về trò chơi đau khổ tôi nói lúc ban nãy. Kỷ niệm những lúc tay trong tay của tụi tôi chắc chỉ bằng 1/1000 số kỷ niệm những lúc tay trong chiếc điện thoại để mà tụi tôi thấy nhau mỗi ngày qua tin nhắn thôi quá. Tôi sợ tháng 9, tôi sợ tôi với ông lại xa nhau. Những chiều mưa của tháng 9 thường bất chợt và xối xả. Những chiều mưa không có ông ở bên. Những lời hỏi thăm, những cái ôm phương xa không trọn vẹn hơi ấm. Lắm lúc có ai đó ngưng nghe câu hát của Vũ Cát Tường. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Hay những ca từ trong Gửi Anh Xa Nhớ. Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. Mà tôi nào chỉ có cô đơn. Những ngày tháng 9 đó, à không, những ngày không có anh ở cạnh bên, còn là cảm giác một mình, là buồn và là tủi. Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như vậy, như một vòng tuần hoàn, cứ gần rồi lại xa, xa lại gần. Rồi cho đến một ngày gặp lại nhau. Hôm ấy anh lại nhìn thẳng vào mắt tôi như cái nhìn của năm nào trước dãy hành lang lớp học. Nhưng anh chậm rãi hơn, điềm nhiên hơn. Quen nhau 6 năm cũng đủ rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Anh nói đến đây, tim tôi như hẫng một nhịp. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, tôi cứ ngỡ có khi nào những hồi ức đẹp và khó quên của anh mấy năm qua có thể vụt mất chỉ sau đêm nay. Có khi nào anh đã chuẩn bị bữa tối rất lãng mạn của hai đứa để trở thành cái kết đẹp mãi dang dở. Có khi nào anh không muốn tiếp tục với vị trí này nữa. Đồng ý làm vợ anh nha. Trời ơi, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc lúc đó. Hạnh phúc xen kẽ cả ấm ức. Anh là vậy, lúc nào cũng trêu ghẹo chọc tức tôi bằng mọi cách, nhưng luôn là những điều bất ngờ. Tuy nhỏ bé thôi nhưng đủ làm đứa siêu nghiêm túc như tôi phì cười mạnh mẽ. Ai đó đã từng nói lấy chồng như một ván bài đặt cược, nhưng dù có thực sự là như vậy thì chúng tôi đã chơi ván bài này cùng nhau suốt cả thời tuổi thơ lẫn tuổi trẻ. Ngày xưa là bạn học cùng trường, bây giờ là bạn đời cùng nhà anh nhé. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt đây sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lay. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà.